Mình sẽ tạo một nút thắt. Mình cho mình 1, 2, 3, 4. Mình sẽ móc vào đây. Rồi mình móc đơn. Mỗi chân mũi là một móc đơn. Chân mũi cuối cùng mình sẽ móc vào đây. Mình sẽ có một phần tương tự như thế này nữa. Sau đó mình sẽ giấu phần len tường này đi. Và nó mình sẽ gắn nhất của cái nó.
Thì sẽ lấy kim để khâu phần miệng. Vậy là mình đã làm một phần mặt kẹp trang trí chôn. Đây là thành quả mà mình góp xong, một phần mặt kẹp chôn.